Thưa quý vị, trên địa bàn huyện Hòa Vang hiện có rất nhiều mô hình khởi nghiệp của thanh niên có tiềm năng. Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch bệnh thì nhiều dự án mô hình đang gặp khó khăn về nguồn vốn để tái đầu tư cũng như duy trì. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang. Đây là trang trại trồng nấm của anh Nguyễn Văn Hiếu tại xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang. Là bộ đội xuất ngũ năm 2016, sau thời gian trở về địa phương, được tạo điều kiện đi tham quan học hỏi kinh nghiệm trồng nấm một số nơi, anh quyết định vay mượn từ nhiều kênh để đầu tư làm trang trại nấm. Sau 5 năm, từ một trang trại chỉ 100 m2, đến nay anh đã có 7 nhà lưới. Mỗi nhà có diện tích khoảng 50 m2, góp phần cải thiện đáng kể nguồn thu nhập. Tuy nhiên, thiên tai dịch bệnh bất thường 2 năm qua khiến anh bị thiệt hại đáng kể. Những năm đầu là rất thuận lợi, nhưng mà những cái năm sau là thiên tai nó nhiều quá. Ví dụ như bão nó vô rồi, ví dụ như nó sụp những cái trại mà trại cơ bản của mình, trại lớn nó sụp hoàn toàn. Mình cũng mong muốn là có cấp, ví dụ như có cái hướng hỗ trợ để cho thanh niên, ví dụ như hỗ trợ vốn một phần nào đó để cho thêm một phần có động lực cho mình tiếp tục mình có khi thêm. Cùng trên địa bàn xã Hòa Liên, tại thôn Trường Định, mô hình vườn ao chuồng của thanh niên Lê Minh nhiều năm qua cũng thu được những kết quả khả quan. Áp dụng mô hình vườn ao chuồng bằng việc nuôi gà thương phẩm với lợn rừng và cá, kết hợp trồng các loại cây như quế, keo, xoài, cây ăn quả, mỗi năm anh cùng gia đình thu về gần 150 triệu đồng. Có mong muốn thì tụi em mong muốn được hỗ trợ để em lùm kinh tót cho cũng lớn rộng hơn xí. Khảo sát một số mô hình khởi nghiệp trên địa bàn huyện Hòa Vang có thể thấy, sau những kết quả bước đầu của làm kinh tế nông nghiệp, đa số các mô hình đều khác vốn để tái đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất. Tuy nhiên, hiện nguồn vốn vay ưu đãi cho thanh niên khởi nghiệp vẫn còn hạn chế. Một số kênh vay vốn khác lại đòi hỏi nhiều quy định khắt khe, khiến các mô hình khởi nghiệp của thanh niên, nông thôn khó có thể tiếp cận. Đây cũng là vấn đề mà Thành đoàn Đà Nẵng đang tìm hướng tháo gỡ nhằm tạo nguồn lực hỗ trợ cho các dự án có tiềm năng trong thực tế.